Chào mừng các bạn trở lại với amdev.vn. Thì tiếp tục cái series về PHP cơ bản thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bài 1. Thì chúng ta sẽ học về biến và hằng số. Để bắt đầu cho cái bài này thì trước hết các bạn phải cài SAM trên máy của mình và các bạn phải start cái SAM lên. Đây, mình đã start lên rồi. Thì chúng ta cần lưu ý là khi mà chúng ta bắt đầu một project về PHP thì chúng ta cần tạo file hoặc là tạo folder nằm trong cái thư mục htdoc của SAM hoặc của con server của các bạn đang cài ở trên máy. Thì ở đây mình đã tạo sẵn cho các bạn, mình đã tạo sẵn một cái file là bài 1 và mình tạo sẵn một cái file PHP. Cái file này nó sẽ chứa nội dung chính của bài học của chúng ta. Thì mình đã mở cái file này bằng ppstorm. Thì đầu tiên, giống như tất cả các cái ngôn ngữ khác thì chúng ta cũng bắt đầu một ứng dụng để hiển thị ra ngoài cái màn hình cái dòng chữ hello world. Thì ở PHP, trong PHP thì chúng ta cũng viết vào trong file .php nội dung như thế. Nhưng mà các bạn lưu ý, khi mà chúng ta bắt đầu một file PHP thì chúng ta bắt đầu file bằng cái text như sau: dấu nhỏ hơn, hỏi chấm và PHP. Để câu lệnh in ra ngoài màn hình thì chúng ta sử dụng lệnh echo, sau đó là một đoạn text hoặc một biến nào đấy. Thì chúng ta ở đây mình muốn in ra ngoài màn hình cái dòng chữ hello world thì mình sử dụng hai dấu nháy. Cái này chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta muốn hiển thị ra hoặc là muốn gán biến, muốn hiển thị ra một cái đoạn text và kết thúc câu lệnh của chúng ta là bằng dấu chấm phẩy giống như tất cả các ngôn ngữ khác. Bây giờ chúng ta chạy thử cái file đó như sau. Ví dụ localhost, cổng của mình là 88, folder tên là bài 1 và file của chúng ta tên là file bài1.php. Đây, dòng chữ hello world nó đã hiển thị ở đây rồi. Ok. Rồi, và trong tất cả các ngôn ngữ thì chúng ta đều phải sử dụng biến. Biến nó là cái gì? Biến là một cái định danh, nó để dùng để lưu trữ các giá trị có thể thay đổi và gán. Và sử dụng phép, các bạn có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị cho biến. Thì ở trong PHP thì cú pháp của một biến thì bắt đầu bằng chữ $, ký tự đô la. Thì mình sẽ tiến hành tạo một biến như sau. $ này, biến của mình đã có tên là hello, gán giá trị cho nó bằng chuỗi là hello world. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành là echo ra màn hình, đã echo tên biến thôi. Mình xóa cái đoạn ở trên này đi, sau đó các bạn save file vào, quay trở lại cái file cũ của chúng ta và F5, nó vẫn là hello world. Để chứng minh lại một lần nữa thì mình có thể sửa đổi cái này thành hello world am developer, am developer. Ok, chúng ta F5. Ok, vậy là cái đoạn code của chúng ta đã hoạt động. Tiếp theo thì mình cũng muốn nhắc các bạn thêm một chút nữa về cái quy tắc đặt tên biến. Thì biến của chúng ta có thể bắt đầu bằng ký tự thường, bằng dấu gạch dưới và tổ hợp của chữ thường, dấu gạch dưới và số. Chúng ta không thể tạo được những cái biến bắt đầu bằng số. Thì ở đây, ví dụ đây là một cái biến nó sai này, thì tôi thử copy vào và chạy thử xem ra. Bằng 100 đi. Và tôi sẽ thử echo ra xem nó sẽ báo gì. Thực chất là chúng ta có thể check được cái vấn đề này ngay ở trong cái công cụ code của chúng ta bằng, các bạn có thể thấy nó đang gạch chân đỏ, bôi đỏ dưới này. Thì đây là lỗi về cú pháp, lỗi về syntax. Chúng ta thử xem. Đây, syntax error. Đây là lỗi chúng ta đặt tên biến. Ok, thì chúng ta có thể đổi sửa thằng này thành biến
giờ chúng ta thay thì như vào hiển thị ra ngoài là số 100. Ok, thì đấy là cách chúng ta tạo biến. Thì cái biến của chúng ta khi mà bắt đầu, khi mà chúng ta tạo ra thì chúng ta thường thường là sẽ gán cho nó một cái giá trị nào đấy, gán cho nó một cái giá trị nào đấy, có thể là chữ hoặc có thể là số. Biến là số chẳng hạn, và biến là chữ sẽ bằng là hello. Rồi các bạn không thấy nó bôi đỏ thì có nghĩa là nó cái syntax từ đầu đến cuối của mình đến lại từ nãy đến giờ là nó là đúng, nó không sai. Thì bây giờ mình thử hiển thị cái thằng này ra, mình qua đây mình F5 hello, không sai. Rồi còn cách chúng ta đưa cái dấu bằng này và bằng một cái chữ hoặc một cái số nào đấy gán nó, đây là cái, đây chúng ta gọi là phép gán. Chúng ta cho cái biến, cái biến này chúng ta đặt tên tùy ý, cái biến này có giá trị bằng này và chúng ta có thể hoàn toàn có thể gán lại giá trị cho nó. Bằng, bây giờ mình ở trên nó là chữ đúng không, bây giờ mình gán thử là 1 2 3 4, đây nó thành kiểu số. Bây giờ mình sẽ F5 lại thì nó sẽ thành 1 2 3 4, tức là nó sẽ không quy định cái kiểu dữ liệu mặc định của biến giống như các ngôn ngữ khác như Java, C#. Thì cái biến nào, bất kỳ biến nào được gán giá trị, nhận giá trị ở cái phần dòng cuối cùng trước khi hiển thị thì nó sẽ mang cái giá trị đấy. Ok, phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách khai báo một hàng số. Thì ở trong bất kỳ ngôn ngữ nào thì chúng ta cũng sẽ có biến, có hàng số và có hàm. Về hàm thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở những cái bài sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là khởi tạo một cái hằng số. Thì trong toán ấy, khi mà các bạn đi học thì chúng ta cũng có một cái chúng ta cũng có học cái khái niệm về hằng số. Thì nó nói nôm na thì nó là một cái giá trị bất biến, chúng ta khai báo một lần và nó luôn luôn giữ cái giá trị đấy và nó không chấp nhận việc chúng ta khai báo lại. Thì cái cú pháp ở trong PHP chúng ta cũng như sau, chúng ta sử dụng câu lệnh là define khai báo ở đây define, và ở trong cái hàm define nó sẽ có hai tham số truyền vào. Cái tham số đầu tiên đó các bạn đặt tên cho cái hằng của chúng ta, hằng số có giá trị, đây không, mình để hằng số thôi cho thằng nào. Thì giống như biến thôi, chúng ta có thể gán giá trị cho hằng số, nó có thể là một chuỗi ký tự hoặc là một số. Ở đây mình đặt thử là 100. Sau đó mình lấy cái giá trị của cái hằng số này ra thì mình chỉ việc copy cái tên của hằng số, người ta gọi đây là key, thì mình hiển thị ra ngoài. Bởi vì là hằng nên là nó khi mà chúng ta gọi đến nó thì chúng ta không cần thiết phải có thêm ký tự đô la ở đầu tiên nữa. Bây giờ mình sẽ F5 browser, đây nó mang giá trị 100. Thì hằng thì thường là như lúc nãy mình nói là hằng là chúng ta sẽ không gán lại giá trị được, nên là chúng ta đã khởi tạo nó rồi thì cái việc gán lại nó là vô nghĩa và thậm chí nó sẽ gây lỗi. Ví dụ mình để đây 101, chúng ta quay lại trong F5, đây nó sẽ báo lỗi chúng ta, cái hàm này đã được define rồi, đã được định nghĩa rồi thì chúng ta không được gán lại giá trị cho nó, mà nó sẽ hiển thị luôn cái giá trị ban đầu được khi được khởi tạo. Lưu ý trong chúng ta là mình có một cái tip, một cái gợi ý cho các bạn là khi mà chúng ta tạo hằng số thì thường như mình hay tạo bằng những cái ký tự viết hoa và dấu gạch dưới. Như vậy thì để tránh cho những cái tên của biến khi mình tạo thì nó sẽ tránh bị nhầm lẫn. Ví dụ như biến thì mình có đặt cái kiểu sneak key, còn cái hằng số mình cũng định đặt kiểu đấy, nhưng mà cái tất cả những cái ký tự ở trong đó thì mình sử dụng chữ hoa. Ok, à chút nữa thì quên cái tất cả trong PHP thì cái biến nó cũng có phân biệt chữ hoa chữ thường như sau.
mình có thể tạo ra một cái biến có giá trị điện xong mình xếp, và bây giờ mình lấy cái giá trị của phần này ra đó, thì bây giờ nó sẽ hiển thị là something. Còn biến giá trị bây giờ mình có thể sử dụng cái này đây. Các cộng chuỗi ở trong PHP thì chúng ta sử dụng dấu chấm, cộng tiếp với một chuỗi nữa, đây là cái tên biến còn lại, giá trị bằng thế này cho mình phân cách chúng nó ra đỡ bị nhầm. Ok, bây giờ mình sẽ in đó, đây là cái chữ mình nhầm một chút, đây là cái này ở đây, đây đây là hai cái biến nó tương đối giống nhau nhưng mà nó chỉ khác nhau những cái chữ cái đầu tiên mình viết hoa, thì mình gán giá trị cho nó như thế nào thì nó sẽ nhận như vậy. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta code PHP. Còn một điều nữa ở trong cái PHP này của chúng ta, đó là chúng ta có những cái ghi chú, thì chúng ta có hai kiểu ghi chú, đó là hai dấu sượt. Thì hai dấu sượt này sẽ ghi chú cho một dòng khi mà chúng ta code, có nghĩa là khi mà có cái ký tự, khi mà cái server nó gặp cái ký tự sượt sượt như thế này thì nó sẽ bỏ qua cái dòng này và nó không đọc nội dung nữa, nên là chúng ta sẽ không có cái không đọc cái dòng đấy nữa, nên là chúng ta sẽ không có cái giá trị của cái dòng này, tôi xóa đi. Đây là comment. Ok, đây tôi có thể để lại thì để xem nó sẽ xảy ra cái vấn đề gì khi mà chúng ta comment cái khởi tạo của biến này ra. Đây thì là nó báo chúng ta là không, cái biến này nó không được định nghĩa phía trước nên là chúng ta không được sử dụng nó, và nó không có value, không có giá trị. Đấy là cái ý nghĩa của comment. Thì chúng ta có hai kiểu comment, đây là hai dấu sượt này, tức là nó sẽ comment một dòng. Còn chúng ta có thể comment nhiều dòng code bằng cách như sau: dấu sượt sao, chúng ta đóng vào, đóng cái kết thúc cái đoạn comment bằng dấu sao, sượt tiếp nó như thế. Nó cũng có ý nghĩa tương đương, mình F5 lại thì nó vẫn như vậy. Được chưa? Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn qua về cái biến trong PHP và hằng số. Bên cạnh đấy thì mình cũng giới thiệu chung giới thiệu qua cho các bạn cái một kiến thức, đó là về cái comment. Thì hy vọng các bạn tiếp thu, và nếu có câu hỏi gì các bạn có thể comment ở dưới, mình có thể gửi cho các bạn những cái lời khuyên nó hợp lý. Rồi, chúc các bạn thành công.